Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái tướng tay của người hùng nơi công sở. Thì cái tướng tay của người hùng nơi công sở sẽ có những đặc điểm sau đây. Cái đặc điểm thứ nhất ấy, là đường vận mệnh thẳng tắp như trụ chống trời. Thì đây, mình vẽ cho các bạn xem. Đấy, nó có một cái đường vận mệnh nha, nó thẳng này. Đấy, nó đi từ dưới đi lên ngón tay giữa này. Đấy. Thì người mà có cái đường vận mệnh này nhá, sẽ là người có ý chí mạnh mẽ, có thể dũng cảm tiến lên phía trước, không sợ bất cứ khó khăn hiểm nguy nào. Và đây cũng sẽ là người có thể tự mình lập nghiệp và sự nghiệp của họ sẽ rất thành công. Đấy. Đây là cái đặc điểm thứ nhất nói về cái người hùng nơi công sở nhá. Và cái đặc điểm thứ hai là đường công danh rõ nét. Được rồi. Cái đường công danh nó chạy từ dưới, nó chạy lên cái ngón tay áp út này. Đấy. Đây nhá, đường công danh rõ nét nhá. Đấy. Người mà có cái đường công danh tốt nhất sẽ là người nhiệt tình cởi mở, lạc quan yêu đời, có mánh khóe giao tiếp nhất định, sẽ kết giao được với rất nhiều người có cùng chí hướng bên ngoài, và nhờ đó sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự nghiệp của bản thân. Đấy. Người này thì trong quá trình lập nghiệp ấy, dù có gặp bất cứ khó khăn hiểm nguy nào cũng đều chủ động khắc phục được. Đấy. Đây là cái đặc điểm thứ hai nói về cái người hùng nơi công sở. Bây giờ mình sang đặc điểm thứ ba nhé. Cái đặc điểm thứ ba là đường trí tuệ có đoạn cuối cong lên. Đây, mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Đấy, cái đường trí tuệ nó chạy nè, đoạn cuối nó cong lên nè. Đấy. Thì người mà có cái kiểu đường trí tuệ như này sẽ là người như nào? Sẽ là người mà cái chất xám trong não của người ta rất là cao nhé. Đấy, làm việc gì thì cũng đều có thể tính toán kỹ càng và sẽ mong đạt được lợi ích thiết thực cho họ. Đấy. Đây là một cái đường trí tuệ cũng khá đặc biệt. Đường trí tuệ của này thì mình rất thấy ít người có nhé. Đấy, rất ít người có. Các bạn thử xem bàn tay các bạn có cái kiểu đường trí tuệ như này không. Đấy. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn ba đặc điểm. Nó nói về cái tướng tay của người hùng nơi công sở. Đấy. Các bạn xem bàn tay các bạn có các đặc điểm mà mình vừa chia sẻ không? Rồi, xin chào các bạn.